Em ơi, mình quay xong rồi phát trên tivi hả em? Vâng, được lên tivi đấy anh ạ. Cho bọn anh quay với nhá, bọn anh thích làm diễn viên lắm. Vâng, được anh Nợ ạ. Ơi, hả? Quay hộ người ta một tí. Mày đẹp trai thế này, không lên hình là hơi phí đấy. Chuẩn. Nhưng mà tao không thoại được. Anh yên tâm, anh chỉ cần phải làm ruộng thôi. Thấy chưa? Cháu ơi, cho cô hỏi, có phải cháu ở trên truyền hình tỉnh về không? Vâng ạ. Ui, cháu định cho ba cái thằng ấy lên truyền hình á? Dạ vâng. Dừng ngay. Đừng có quay chụp gì cả, cho cái thằng Lợi này lên tivi á. Xấu hổ cả cái dân làng này ra. Rồi đấy. Cô, đây này. Cô, kiểu gì ấy? Cô cho xem, đây này, đấy. Rồi ôi, không biết lô đề cờ bạc kiểu gì á. Bị bọn xã hội đen đòi đến tận nhà nó đòi nợ ấy này. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Bọn cháu lô đề cờ bạc bao giờ? Đây ở trên người mạng ấy này. Cho cô xem. Không quay con gì nữa, đi ngay. Đấy, thấy chưa, xấu hổ quá, bỏ về đấy. Lại có chuyện rồi. Bao ơi, Bao, Bao ơi. Bão tố cái gì? Nó đi lên tỉnh với bố mẹ tôi rồi. Sao tôi gọi nó không được? Bố tôi thu điện thoại của nó rồi. Sao lại thu? Từ bây giờ ấy, ông đừng liên lạc với nó nữa. Là sao? Bố tôi bảo thế, hỏi ý tôi. Có chuyện gì thì bà nói luôn đi. Thằng Bão nhà tôi ấy, nó 20 mấy tuổi rồi, đã đến tuổi phải lo cho gia đình rồi. Ông thích chơi thì chơi một mình đi, đừng có kéo theo nó như thế. Tất cả mọi chuyện trên mạng đều là bịa đặt hết. Bà không tin tôi à? Tôi tin hay không thì để làm gì. Không có lửa ấy, làm sao có khói. Tôi hiểu rồi. Từ trước tới giờ bà chưa bao giờ tin tưởng tôi dù chỉ một chút. Cho dù tôi đã cố gắng rất nhiều như thế, thì trong mắt của bà tôi vẫn chỉ là một thằng chơi bời hư hỏng, vô tích sự. Tôi đã lầm. Bà nhắn luôn với thằng Bão là từ giờ đừng tìm tôi nữa. Nhanh lên, đợi tao khóa cái cổng ấy. Thằng kia. Dạ. Mày đi đâu đấy? Dạ con đi. Đi đâu? Con ra nạp cái thẻ điện thoại ấy. Wi-Fi nhà mình hỏng, máy hết 3G rồi. Đi nhanh nhanh mà về đấy. Đừng có tụ tập với thằng Lợi. Bằng này tuổi đầu rồi, không tìm bạn tốt mà chơi, cứ quan hệ với cái loại lêu lồng cờ bạc, rồi vay nặng lãi, rồi có ngày ra đê mà ở đấy con ạ. Khổ quá, con biết rồi, mẹ nó nhiều. Nhanh nhanh mà về, nhớ chưa? Vâng. Này này, chả biết cái con bé kia ở đâu ấy, mà cứ thấy bám lấy cái thằng Nghĩa nhà Hứa Hoa từ lâu rồi đấy. Thì trông nó thế, nó đẹp trai, có tài, có trí. Em mà có con gái á, là em cũng muốn gả cho nó đấy. Đùa, thế dù gì thì mình cũng là con gái, ai lại như thế? Thời nào thì thời chứ. Thôi kệ người ta. Mà hôm qua em thấy thằng Nghĩa nó lên tivi đấy. Ui, nó nói hay cực, cứ như là mắt thanh niên ấy. Cái Hoa chắc là nở mày nở mặt lắm đấy. Đúng thật là có con ngoan ấy, mát rưỡi rưỡi đấy chị nhỉ. Con mà hư nhục nhã ê trẻ lắm. Mẹ chả thế. Như cái thằng Lợi á, chả biết làm ăn buôn bán kiểu gì á, mà để bọn xã hội đen đối với tất nhà nó đòi nợ. Ôi thế á? Ừ, nghe đâu á lại còn lừa đảo gì. Trời ơi, nát như tương ấy. Đúng là khổ thân canh lâm. Chắc á, xấu hổ chả dám nhìn bà con làng xóm nữa đâu. Thôi chết, thế thì chắc chả làm ăn gì đâu, lại lô đề bóng bánh đấy. Mà cái giới trẻ bây giờ chúng nó hư lắm chị ạ. Nhất là mấy thằng nhà có điều kiện ấy. Trời ơi, nhà có điều kiện á, hay chiều con mà. Thì nó mới hư. Mà thôi, chị em mình về nấu cơm với các ông để ẩm ý lên bây giờ. Thôi, đi về.